Vâng, xin chào tất cả quý anh chị. Và hiện tại tới thì tôi xin phép luôn, xin phép bắt đầu buổi hội thảo trình bày giải pháp nội dung quản lý nội dung từ xa 4.0 dành cho doanh nghiệp, thực phẩm và đồ uống. Và một lần nữa xin kính chào quý vị. Tôi là Đình Cường, thuộc bộ phận phát triển công nghệ của công ty truyền thông Tùng Việt, cùng với chị Ngọc Trân và anh Quang Huy. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ về một giải pháp mới, một giải pháp mang tính đột phá dành cho doanh nghiệp về thực phẩm và đồ uống của quý anh chị. Và giải pháp chúng tôi mang đến ngày hôm nay đó chính là Digital Zenith, giải pháp quản lý nội dung từ xa 4.0 dành cho doanh nghiệp thực phẩm và đồ uống. Dạ vâng, không để làm mất thời gian của quý anh chị nữa. Ngay sau đây tôi xin mời chị Ngọc Trân sẽ trình bày và giới thiệu giải pháp này đến với quý anh chị. Vâng, xin kính chào tất cả các anh chị ạ. Tôi là Ngọc Trân và ngày hôm nay tôi rất vui khi được gặp lại các anh chị trong buổi live Zoom ngày hôm nay. Với chủ đề mà chúng tôi muốn nói ngày hôm nay đó là chúng tôi sẽ giới thiệu đến cho các anh chị những lợi ích của giải pháp quản lý nội dung từ xa 4.0 do công ty truyền thông Tùng Việt của chúng tôi cung cấp cho nhóm ngành doanh nghiệp thực phẩm và đồ uống ạ. Vâng, thưa các anh chị, chúng tôi biết được rằng các anh chị đang hoạt động trong lĩnh vực thực và đồ, chúng ta sẽ nhóm mà sẽ phục vụ được đến nhiều đối tượng khách hàng, giới hạn độ tuổi, giới hạn giới tính, và để làm sao cho chúng ta giữ khách hàng hơn, giữ chân khách hàng, và để cho khách hàng không sử dụng đến sản phẩm của chúng ta, trong khi cái ngành thực phẩm đồ uống này đang càng ngày càng cạnh tranh khốc liệt, thì chúng tôi hy vọng rằng với cái giải pháp của chúng tôi thì sẽ giúp cho các anh chị có thể là mình tiếp cận khách hàng dễ hơn, phát triển doanh thu và xây dựng doanh nghiệp của mình ngày càng phát triển hơn. Và trước khi đi vào của buổi livestream này thì tôi xin dành ít phút để giới thiệu về việc của chúng tôi ạ. Vâng, thưa các anh chị, công ty truyền thông Tùng Việt là nhà cung cấp giải pháp các thiết bị về công nghệ tương tác hiện đại và uy tín tại Việt Nam. Chúng tôi đã có 16 năm kinh nghiệm trong cái lĩnh vực này và chúng tôi rất vui mừng vì mình đã có vinh dự được phục vụ cho rất nhiều các khách đến từ ngành nghề lĩnh vực khác nhau, ví dụ như bảo tàng, y tế, giáo dục, ngân hàng, và cho đến các anh đang hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ, sản xuất, chuỗi hàng, showroom, vân vân. Và với sứ mệnh là chúng tôi luôn muốn cung cấp cho các doanh nghiệp Việt Nam những giải pháp để giúp họ tiếp cận được khách hàng một cách tốt hơn, tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh và tiến tới là xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Chúng tôi đã đưa ra cho thị trường rất nhiều các giải pháp, và trong đó có bộ giải pháp quản lý nội dung từ xa 4.0 mà ngày hôm nay xin giới thiệu đến các anh chị. Vâng, như các anh chị cũng đã biết, trong quá trình hoạt động của mình thì marketing là một trong những hoạt động rất quan trọng để mình giới thiệu sản phẩm của mình đến cho khách hàng, đúng không ạ? Và trong quá trình phát triển thì chúng ta có rất là nhiều cách tiếp cận khách hàng, và hôm nay thì tôi muốn đề cập tới những cái xu hướng chuyển đổi trong việc chuyển đổi các biển hiệu quảng cáo. Thì như các chị cũng đã biết, đầu tiên thì chúng ta biết đến những cái biển hiệu quảng cáo bằng giấy, như là những standee, những banner, những tờ rơi bằng giấy. Chúng ta sẽ in ấn các mẫu quảng cáo trên đó để giới thiệu với khách hàng. Với cái ưu điểm của hình thức này thì nó dễ di chuyển nè, chi phí một lần in ấn thì không quá cao. Tuy nhiên thì với hình thức in ấn này thì nội dung của nó là nó cố định và rất là khó thay đổi, nên tới thời điểm hiện tại thì những cái hình thức này không còn thu hút khách hàng nữa, đặc biệt là những khách hàng giới trẻ. Chính vì vậy, trong những năm gần đây thì tôi biết rằng các anh chị đã dần dần chuyển đổi sang một hình thức số hóa hơn, những TV, CD mỏng nhẹ trọng để mình là giới thiệu sản phẩm của mình tại các điểm bán mà. Và 1-2 năm lại đây nữa thì cái xu hướng mà sử dụng màn hình quảng cáo chuyên dụng sử dụng USB với cái ưu điểm là độ bền nó cao hơn TV rất là nhiều, cho ra hình ảnh âm thanh chất lượng hơn, thì cũng được các anh chị đã bắt đầu sử dụng.
Tuy nhiên tôi biết rằng là với những cái hình mà tôi đã nêu trên thì chắc chắn các anh chị cũng đang còn những cái vướng về khâu mà mình lý nội dung, mình quản lý nội dung hiển thị trên các cái thiết bị, đúng không ạ? Chúng ta không thể chủ động lấy xem thử là các thiết bị đó đang chạy nội dung gì, có đúng hay không, nó có đang hoạt động hay không. Cái thứ hai là chúng ta cũng đang giới hạn trong cái việc là mình phát triển ý tưởng, phát triển nội dung quảng cáo đến khách hàng, bởi vì mình không thể cùng lúc là mình giới thiệu được nhiều nội dung trên cùng một cái màn hình được. Như thì khách hàng đôi lúc họ cũng cảm thấy là nhàm chán khi họ phải chờ trong vòng mấy phút để xem một cái mẫu quảng cáo nào đó chẳng hạn. Chính vì vậy cho nên là ngày hôm nay tôi muốn xin giới thiệu đến cho khách một giải pháp để mình có thể tích hợp được vào trong những thiết bị mà mình đã có sẵn, ví dụ như tivi hoặc là màn hình quảng cáo chuyên dụng, để mình khắc phục được những nhược điểm trên để mình tận đến khách hàng một cách dễ dàng hơn. Và đó chính là giải pháp quản lý nội dung tương lai. Và chúng tôi cũng chuẩn bị một cái video để nhằm giới thiệu cho các anh chị sơ lược về cái giải pháp này qua hình ảnh để cho các anh chị dễ hình dung hơn. Sau đó thì tôi sẽ đi sâu vào những cái lợi ích của giải pháp này. Tôi xin mời các anh chị đoạn video sau ạ. Thưa các anh chị, thì chúng ta vừa mới xem xong cái video ngắn mà chúng tôi đã xây dựng để giới thiệu về giải pháp của chúng tôi. Thì các anh chị có thể thấy được rằng là giải pháp của chúng tôi sẽ giúp được cho các doanh nghiệp dễ dàng quản lý các nội dung cần truyền tải đến khách hàng hơn. Và ngoài ra thì nó sẽ còn giúp cho các doanh nghiệp truyền tải nội dung đến nhân viên của mình, nâng cao được cái chất lượng phục vụ, nâng cao thương hiệu, thúc đẩy doanh số bán hàng, gắn kết khách hàng trung thành, và tiến xa hơn nữa là mình xây dựng cái văn hóa doanh nghiệp là một doanh nghiệp chuyên nghiệp trong ngành.
Vậy tại sao thì tôi có thể tự tin nói rằng giải pháp của tôi có thể làm được điều đó à? Bởi vì qua video thì chúng ta có thể thấy được rằng là khác với những cái hình thức mà các anh chị đã sử dụng trước đây, thì chúng ta có thể khắc phục được cái việc là chúng ta sẽ truyền tải được nhiều nội dung trên cùng một lúc trên màn hình. Như cái mẫu quảng cáo mà chúng tôi đang minh họa trên màn hình đây, thì các anh chị có thể thấy được rằng mình có thể giới thiệu được rất nhiều hình ảnh, video hoặc là những thông tin về thời gian, tiết, những thông báo nhỏ đến cho khách hàng, những giá cũng sẽ được cập nhật thường xuyên ở trên này. Và chúng ta có thể thay đổi được bất cứ cái nội dung nào mà chúng ta mong muốn một cách rất là nhanh chóng, chứ không còn phải mất thời gian chờ đợi bị động như là trước khi nữa. Và để cho phục vụ cho cái việc mà xây dựng những kế hoạch marketing dài hạn, thì các anh chị cần phải lập kế hoạch trước, đúng không ạ? Và giải pháp chúng tôi sẽ giúp cho các anh chị là có thể lập được các kế hoạch quảng cáo trước, mẫu quảng cáo nào nó sẽ chạy ở thời gian nào, phục vụ cho đối tượng nào, thì chúng tôi sẽ, giải pháp của chúng tôi là làm được điều đó để giúp cho các anh chị focus về khách hàng một là hiệu quả nhất. Và tất cả những trên thì sẽ được quản lý từ xa. Các anh chị không cần phải đi đến các điểm bán đó để mình thay đổi nội dung, mà chúng ta chỉ cần một cú click chuột thì chúng ta sẽ thực hiện trên hàng loạt các cái sự thay đổi đó trên tất cả các cái thiết bị được. Và chúng ta sẽ lấy được là những thiết bị đó đang hoạt động như thế nào, có đang hoạt động hay không, như thế nào, thì chúng ta sẽ quản lý từ xa được hết. Và chất lượng hình ảnh âm thanh thì sao ạ? Đương sẽ đảm bảo được chất lượng hình ảnh rất là sống động để có thể đưa đến cho khách hàng những mẫu quảng cáo tuyệt vời nhất, thông tin rõ ràng, chính xác nhất. Và chính vì cái giải pháp của chúng tôi nó làm rất là nhiều mà vai trò như vậy, nên đối với ai mà sử dụng sản phẩm này, cái giải pháp này của chúng tôi sẽ có được cái lợi ích rất là lớn. Và sau đây thì tôi sẽ phân tích cụ thể cho các anh chị về những lợi ích mà chúng ta sẽ nhận được khi mà chúng ta sẽ sử dụng cái giải pháp của chúng tôi. Thì đối với doanh nghiệp bán lẻ giải pháp của chúng ta, đối với cái doanh nghiệp mà đồ uống thực phẩm của chúng ta, thì chúng ta sẽ có được những cái lợi thế nào khi mà sử dụng cái. Đầu tiên đó là chắc chắn rồi, chúng ta sẽ tạo được một hiệu ứng marketing đặc sắc, bởi vì chúng ta đã tạo ra được những cái mẫu quảng cáo nó rất là ấn tượng đối với khách hàng. Và cái việc cập nhật thay đổi thông tin thì được diễn ra một cách nhanh chóng. Chính vì vậy cho nên các anh chị sẽ dễ dàng cập nhật nhanh được những cái chương trình khuyến mại đặc biệt đến cho khách hàng. Chúng ta không cần phải mất thời gian chờ đợi thay đổi những chương trình đó quá lâu như trước kia. Tôi biết được rằng là để kích thích nhu cầu mua sắm của khách hàng thì các anh chị cần những cái sự thay đổi nhanh chóng này. Chúng ta có thể thay đổi theo từng khung giờ trong ngày trong tuần, từng tuần trong tháng, hoặc là từng cái event sự kiện trong năm. Và cái cập nhật về bảng giá các sản phẩm cũng sẽ được cập nhật nhanh chóng với cái giải pháp của chúng tôi, bởi vì giá cả cũng chính là một trong những các anh chị cạnh tranh phát triển, đúng không ạ? Chính vì vậy nên chúng ta khi mà chúng ta có bất kỳ cái sự thay đổi gì về giá thì chúng ta đều dễ dàng cập nhật nhanh chóng gửi đến khách hàng với giải pháp của chúng tôi. Những thông điệp đó sẽ được gửi nhanh đến khách hàng, vì cho nên khách hàng sẽ cảm thấy được rằng là mình sẽ nắm được thông tin tốt hơn. Và chúng ta, ai trong chúng ta cũng muốn trở thành một người tiêu dùng thông minh, đúng không ạ? Và khách hàng của chúng ta cũng như vậy. Đối với những tiêu dùng thông minh thì trước khi họ quyết định mua hàng thì chắc chắn là họ sẽ có nhu cầu tìm hiểu nhiều thông tin về cái sản phẩm đó. Ví dụ như là nhà sản xuất là ai, sản phẩm đó được có những thành phần gì, nguyên liệu của nó như thế nào, nó có tốt với sức khỏe không, khi sử dụng thì có cần phải lưu ý những vấn đề gì không, vân vân. Chính vì vậy cho nên nếu như các anh chị đang sử dụng hình thức cũ, ví dụ như banner
thì chắc chắn rằng sẽ phải mất nhiều cái banner để có thể truyền tải được nhiều nội dung đến như vậy. Và nó chỉ là những mẫu quảng cáo bằng giấy thôi, nên chắc chắn là người tiêu dùng người ta sẽ rất là chán khi đọc những cái đó và chắc chắn không đọc. Tuy nhiên, giải pháp của chúng tôi tích hợp với những cái màn hình có sẵn mà các anh đang có thì các anh chị có thể là truyền tải đến cho khách hàng vô số thông tin mà các anh chị muốn truyền tải với nhiều hình thức khác nhau, hình ảnh có, video có, những thông báo bằng chữ có, cho khách hàng một cái sự hấp dẫn lôi cuốn khi mà xem, khi mà tìm hiểu những cái thông tin đó. Và chính vì khách hàng nhận nhiều thông tin mà khách hàng cần thì khách hàng sẽ cảm thấy an tâm hơn khi sử dụng sản phẩm này, và chắc chắn cái quyết định mua hàng nó sẽ tiến đến nhanh hơn và nó sẽ bền vững hơn. Đó chính là những khách hàng thân thiết của với anh chị, với doanh nghiệp. Vâng, và khi chúng ta được đến một điểm bán mà ở đó chúng ta không chỉ những mua hàng mà còn trải nghiệm được sản phẩm thì tin chắc rằng sẽ có rất nhiều đó để mua sắm luôn mà, và họ sẽ còn muốn đến đó nhiều lần hơn nữa, cho nên là chúng ta sẽ giữ chân được khách hàng rất là lâu. Và với đặc biệt với cái ngành mà thực phẩm đồ uống thì cái đối tượng khách hàng tiềm năng của chúng ta càng ngày càng. Vậy thì đối với những người trẻ, họ ngoài cái việc là mua sản phẩm ra thì họ còn muốn tăng cái sự tương tác trải nghiệm với sản phẩm. Chính vì vậy nên là khi sử dụng giải pháp của chúng tôi kết hợp với những màn hình cảm ứng tự động thì sẽ làm gia tăng cái sự tương tác này. Các chị có thể thực hiện những rất là nhiều cái chương trình tương tác với khách hàng, như game show nhỏ, web code nhận quà, nhận mã khuyến mãi, hoặc là trải nghiệm mua sắm online vân vân, để giúp kích cái nhu cầu tiêu dùng của khách hàng. Cũng có thể đặt câu hỏi trực tiếp cho sản xuất, chính là các anh chị, để nhận lại được những cái câu tư vấn về sản phẩm, hoặc là khi khách hàng muốn đóng góp ý kiến gì thì họ đều có thể trực tiếp chuyển đến cho các anh chị. Như vậy thì chúng ta sẽ có hai cái, một là khách hàng của chúng ta sẽ rất là hứng thú, hai là chúng ta sẽ hiểu được khách hàng hơn, và chắc chắn chúng ta sẽ thay đổi được sản phẩm, thay đổi được dịch vụ cho phục vụ khách hàng tốt hơn, đúng không ạ? Vâng, và trong quá trình mua sắm thì chắc chắn cái thời gian mà mọi người cảm thấy là không muốn nó dài kéo này thì đó chính là cái thời gian mà chờ đợi. Vì khi mà chúng ta đến một cái điểm nào đó, điểm bán nào đó thì chắc chắn với những cái thời gian mà cao điểm thì cái việc chờ đợi hàng của khách hàng sẽ chắc chắn sẽ có diễn ra. Vậy thì cái giải pháp chúng tôi có thể giúp được gì ạ? Có thể giải pháp của chúng tôi sẽ biến cái khung thời gian chờ đợi đó nó trở nên thú vị hơn, với việc là các anh chị sử dụng những màn hình tương tác như tôi đã nói trên, kết hợp với nhiều cái chương trình khuyến mại giảm giá để giúp cho khách hàng có thể có được, tiếp cận được với lại nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn trong thời gian chờ đợi này. Và đó chính là những cái yếu tố này có thể giúp cho các chị tăng doanh thu được rất là lớn. Và đặc biệt là chúng ta có thể tăng doanh thu được từ việc bán và giới thiệu sản phẩm chéo. Có thể chúng ta không sản xuất những sản phẩm đó, nhưng có thể chúng ta sẽ kết hợp với một công ty để cùng giới thiệu sản phẩm, cộng tác với nhau để bán cái sản phẩm và sẽ thúc đẩy doanh thu của hai bên. Như vậy thì cái giải pháp này cũng giúp cho các anh chị kết nối được với nhiều đối tác hơn. Và đặc biệt rất đặc biệt của cái mềm mà cái giải pháp này tôi cảm thấy rất là tự hào, đó là giải pháp của chúng tôi sẽ có thể chuyển đổi một cách linh hoạt các mẫu quảng cáo tùy đối tượng của khách hàng đang xem. Ví dụ như cũng là cái màn hình đó, nhưng nếu khách hàng là nam thì khi họ đứng trước cái màn hình như vậy thì một mẫu quảng cáo về nước tăng lực giải khát xuất hiện, hoặc là ví dụ như thay vào đó là một cô gái đang đứng xem quảng cáo trước màn hình thì là một mẫu quảng cáo về một loại nước ép chay giúp cho đẹp da, đẹp dáng, vân vân. Và vậy thì các anh chị sẽ cảm thấy thế nào ạ? Rất là thú, đúng không? Sẽ tò mò để xem thử là không biết được là mình cũng phải trải nghiệm thêm là mình khi mình đứng trước cái màn hình thì mẫu quảng cáo xuất hiện đây. Như vậy nó sẽ làm tăng cái hiệu quả marketing, nó marketing
em đến đúng đối tượng, đến đúng khách hàng mục tiêu cái sản phẩm đó, không còn là marketing lan man bất kỳ như lúc trước nữa, và nó sẽ doanh thu rất là lớn. Và khi mà chúng ta có những sự thay đổi từ những banner giấy sang những cái thiết bị màn hình nó chuyên nghiệp, nó đặc sắc như vậy, thì chắc chắn rằng sẽ tạo ra được những cái không gian bán đó sẽ trở nên sang trọng, đẳng cấp, hiện đại, và nó có cái cao, đặc biệt là đối với những nhà công ty như chúng ta đang hoạt động theo chuỗi, thì cái điều này, tính nhất quán này nó rất là quan trọng. Chúng ta có thể tiết kiệm được cái diện tích không gian để chúng ta trưng bày thêm nhiều sản phẩm hơn phục vụ cho hàng. Chúng ta có thể tiết kiệm không gian để xây dựng những cái chuỗi, những cái không gian trải nghiệm phẩm để cho khách hàng trải nghiệm trực tiếp thực phẩm đó tại cái điểm bán đó, thì khách hàng sẽ rất thích thú ạ. Chính vì chúng ta sẽ dễ dàng thay đổi trên chỉ có một màn hình thôi, cho nên sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí về in ấn, tháo dỡ, thay thế, vận chuyển và nhiều chi phí phát sinh so với hình thức quảng cáo như lúc trước kia. Và giải pháp của chúng tôi không là giúp cho các anh chị tiếp cận với khách hàng dễ hơn, mà đây cũng chính là một cái kênh thông tin nội bộ để giúp cho các anh chị là kết với nhân viên của các anh chị một cách dễ dàng hơn. Các anh chị có thể là gửi những thông báo đến cho các nhân viên của các anh chị, hoặc là ví dụ như chúng ta sẽ thông báo về những cái chương trình lợi khen thưởng đối với nhân viên chẳng hạn, sẽ góp phần xây dựng nên một môi trường làm việc chuyên nghiệp, xây dựng nên một văn hóa doanh nghiệp chuyên nghiệp cho cái doanh nghiệp của quý anh chị. Và cũng giống như bất cứ các sản phẩm khác, thì để cho chúng ta có thể phát huy được hết những cái lợi ích của nó mang lại, thì cái việc đầu tiên là các hiệu quả, đúng không ạ? Đây thì tôi cũng xin giới thiệu đến các anh chị những cái địa điểm mà mình có thể ứng dụng được cái giải pháp của chúng tôi tại một điểm bán, là những cái chúng ta có thể ứng dụng giải pháp của chúng tôi vào nào ạ? Đầu tiên thì chúng ta có thể ứng dụng nó ở vị trí là khu vực cửa ra vào ạ. Vâng, anh chị cũng hay biết rằng mình vừa mới bước chân vào một địa điểm cửa hàng nào đó, thì cái việc mà mình sẽ thấy đầu tiên hiện tại bây giờ sẽ là đi đứng in ấn, tức là viết thông báo là khuyến mãi của ngày hôm nay sẽ là gì đó chẳng hạn, thì đó bằng một cái màn hình chân đứng chẳng hạn, tôi ví dụ, thì ở trên màn hình đó chắc chắn rồi, hình ảnh tất cả mọi thứ sẽ sống động hơn cái standy bình thường bằng giấy kia rất là nhiều, đúng không ạ? Anh chị cứ tưởng tượng rằng là mình sẽ có một câu chào khách hàng, chào mừng khách đã đến với hàng hoặc là cửa hàng của chúng tôi, và ngày hôm nay chúng tôi có những chương trình khuyến mãi như sau, và chúc quý khách buổi mua sắm vui vẻ chẳng hạn. Thì nếu như tôi tin rằng với vị trí của tôi hoặc các anh chị tương lai của chúng ta, khi mà bước tới một cái gian hàng như vậy thì chắc chắn là sẽ cảm thấy rất thu hút, rất là ấn tượng, và cảm thấy là mình được welcome tại đây, khen khách hàng sẽ rất là thích thú ngay từ những bước đầu tiên mà. Và nếu như chúng ta tận dụng được cái điều này thì chúng ta sẽ có thể tạo nên được một cái kênh quảng cáo là tốt đến những sản phẩm của chúng ta. Bởi vì như các chị biết đó, hàng năm chúng ta phải rất là nhiều chi phí cho cái việc quảng cáo sản phẩm, những kênh truyền thống như là kênh TV, kênh báo chí, các cái cửa diễn hàng, website lớn v.v. Thì tại sao chúng ta không tận dụng những cái cửa hàng, cái điểm bán của chúng ta để biến nó trở thành một cái kênh quảng cáo hiệu quả cho những khách hàng mà chúng ta họ hay lui tới cửa hàng của chúng ta. Và cái ứng dụng vị trí ứng dụng thứ hai mà chúng ta có thể sử dụng đó là trong các khu vực trưng bày sản phẩm. Đây là một cái vị trí mà phải là chúng ta sẽ có rất là nhiều ý tưởng để chúng ta áp dụng giải pháp này. Thay vì cái việc là treo những cái poster quảng cáo, banner quảng cáo bằng giấy như lúc trước, thì các anh chị sẽ thấy rằng chúng ta sẽ nhìn vào sẽ rất rối mắt,
chằng chịt và đôi khi là rất là nhàm chán và cảm thấy là thiếu thẩm mỹ, bởi vì nhiều banner nó đã quá lâu rồi, cũ rồi, nó sẽ bạc màu hết nhưng chúng ta vẫn còn sử dụng. Thì thay vào điều đó, tùy vào những cái không gian của chúng ta to hay là nó nhỏ, thì chúng ta sẽ sử dụng những màn hình nó cho nó phù hợp. Các anh chị có thể sử dụng màn hình chân đứng, hoặc là sử dụng những cái loại màn hình quảng cáo treo tường, hoặc những cái tivi treo tường chẳng hạn. Nếu mà để tiết kiệm diện tích hơn nữa thì chúng ta có thể sử dụng thiết bị hiển thị mà mình đã trần hai mặt chẳng hạn, để chúng ta biến nó thành những cái kênh quảng cáo sản phẩm một cách là hấp dẫn hiệu quả đến khách hàng ạ. Và ở trên các kệ hàng thì cũng chúng ta cũng có thể tận dụng những cái này thay cho những cái banner hoặc là những cái menu giá đã cũ kỹ, và cái mà mỗi lần cập nhật giá thì phải cập theo kiểu là thủ công, có thể thậm chí là tôi còn thấy nhiều chỗ là còn viết vậy, thì chắc chắn rằng khách hàng họ sẽ đôi lúc họ sẽ không thích, bởi vì họ sẽ có những cái sự nhầm lẫn giá khi mà họ mua sản phẩm. Thì thay vì đó, chúng ta có thể sử dụng những cái màn hình nhỏ hơn, kích thước nhỏ hơn để đặt trên kệ hàng, để làm menu bảng giá, để cung cấp thông tin nhiều hơn cho khách hàng khi khách hàng mua cái sản phẩm đó. Chắc chắn rằng là khi mà khách hàng bước đến một cái kệ hàng và họ muốn mua một sản phẩm gì, thì họ sẽ rất cần một cái bảng thông tin sản phẩm ở sát bên cạnh để họ có thể là xem thử sản phẩm đó như thế nào. Chúng ta có thể là lồng vào cái kệ hàng đó những màn hình quảng cáo nhỏ, hoặc thậm chí là những màn hình cảm ứng nhỏ, để cho có thể là tự tương tác để tìm hiểu về thông tin sản phẩm khi khách hàng muốn tìm hiểu thông tin sản phẩm. Và qua những cái màn hình này thì các anh chị cũng có thể linh hoạt để mình giới thiệu các cái chương trình khuyến mãi ngày đối với khách hàng. Ví dụ như là vào buổi sáng thì chúng ta có thể là khuyến mãi với khách hàng những cái sản phẩm liên quan tới những cái đồ uống làm thức tỉnh khách hàng như là cà phê chẳng hạn. Hoặc là vào buổi trưa thì chắc chắn khách hàng cũng sẽ cần những loại nước tăng lực. Và vào buổi tối thì phục vụ cho những bữa tiệc thì chúng ta sẽ làm những chương trình khuyến mãi cho những sản phẩm bia rượu chẳng hạn, ví dụ chẳng hạn như vậy. Hoặc là còn nhiều cái chương trình mà các chị đã lên ý tưởng thì chúng ta sẽ thực hiện trong cái việc là update liên tục ở tại những kệ hàng, để cho khách hàng có thể là họ sẽ xem và họ quyết định mua hàng một cách nhanh hơn. Và tại những cái khu vực mà nó rộng rãi hơn thì chúng ta có thể là sử dụng những màn hình nó lớn hơn, có kích thước lớn hơn. Vì màn hình có kích thước lớn thì sẽ trình chiếu những hình ảnh, nó sẽ ấn tượng hơn đối với xem. Thậm chí là chúng ta sẽ trang trí trên những cái mảng tường trống của chúng ta những cái màn hình video, để cho cái không gian cửa hàng, không gian điểm bán của chúng ta nó trở nên là sang trọng, đẳng cấp hơn. Và nó gây ấn tượng đối với khách hàng và sẽ làm cho khách hàng nhớ kỹ hơn, nhớ sâu hơn về cái cửa hàng của chúng ta, cũng tạo nên một cái sự khác biệt với cái cửa hàng chúng ta so với những cái cửa hàng của những doanh nghiệp khác chẳng hạn. Vâng, và khi mà khách hàng đã trải qua một cái chuyến mua sắm nó rất là thú vị, có cái độ tương tác cao với sản phẩm như vậy, và họ được nhận được rất nhiều cái chương trình quảng cáo khuyến mãi hấp dẫn như thế, thì chắc chắn cái khu vực mà họ tiến tới cuối cùng trước khi bước ra cửa hàng đó là khu vực quầy thanh toán, đúng không? Vâng, thưa các anh chị, trong thời gian cao điểm tôi đã có đề cập lúc trước, thì chắc chắn rằng cái việc chờ đợi không ai muốn cả, nhưng chắc chắn sẽ có xảy ra. Và chúng ta biến cái thời gian đó trở thành một thời gian thú vị hơn đối với khách hàng ạ. Đối với những khách hàng mà họ khá bận, họ không có thời gian để họ đợi, thì chúng ta có thể là sử dụng những màn hình cảm ứng để giúp cho họ có thể có online, mua hàng online, rút ngắn thời gian chờ đợi hơn để họ có thể là tiếp tục những công việc của họ. Còn đối với những người thích trải nghiệm thì sao? Những người có thời gian hơn để họ trải nghiệm thì chúng ta hãy lên những cái chương trình cáo khuyến mãi tương tác trải nghiệm cảm ứng đó, để giúp cho khách hàng là
game chơi game, trải nghiệm mua sắm, nhận quà khuyến mãi, vân tích điểm vào những thẻ thành của mình chẳng hạn, vân vân. Và khách hàng cũng có thể là chia sẻ những cái hình ảnh đó trực tiếp lên trên mạng xã hội để làm lan tỏa đi cái chương trình đó cho chúng ta. Và ngoài ra thì ví dụ như khách hàng hiểu thông tin sâu hơn về sản phẩm, muốn đặt câu hỏi cho nhà sản xuất hoặc là muốn ý về một cái chất lượng của một sản phẩm nào đó, khách hàng cũng có thể là tương tác trực tiếp và nhận được lại cái sự tương tác trực tiếp từ nhà sản xuất để giúp cho khách hàng họ sẽ cảm an tâm hơn, tin tưởng hơn về nhãn hàng này. Và làm tư cách làm công ty, chúng ta cũng hiểu hơn về khách hàng. Và đặc biệt hơn nữa là lúc nãy tôi có sẽ về cái năng nổi bật của giải pháp của chúng tôi là chuyển đổi quảng cáo theo từng đối tượng nội dung ạ, theo từng đối tượng khách hàng ạ. Vâng, chúng ta có thể là tận dụng cái khoảng thời gian này để chúng ta bán sản phẩm thêm chẳng hạn. Vâng, thì khi khách hàng họ đứng trước một cái, nhiều khi thì cũng không có ý tưởng là sẽ mua sản phẩm đó đâu, nhưng mà một mẫu quảng cáo chợt hiện lên mắt họ thì kích thích cái nhu cầu mua sắm họ hơn. Và chúng ta có thể kết hợp ghép cái điều này một cách tinh tế để giúp cho khách hàng cảm thấy là mình không phải bị ép mua hàng, hoặc là cảm thấy là ở đây quảng cáo quá nhiều chẳng hạn. Thì cái việc mà thay đổi nội dung theo từng cái đối tượng mà khách hàng thì sẽ giúp cho khách hàng thấy rất là thích thú và đôi khi kích thích cái nhu cầu mua hàng một cái sản phẩm nào đó mà khách hàng chưa có nghĩ tới chẳng hạn, thì chúng ta sẽ gia tăng doanh thu từ việc bán các sản phẩm khác rất là hiệu quả trong cái khi mà áp dụng giải pháp của chúng tôi. Vâng, thưa anh chị, và còn chúng ta sẽ có thể là xây dựng được rất rất nhiều, tôi tin rằng trong khi mà chúng ta áp dụng thực tế vào giải pháp của chúng tôi vào thực tế, thì chắc chắn là các anh chị ngồi đây sẽ là những người có rất là nhiều cái ý tưởng hay để mình ứng dụng vào trong cái giải pháp này để giúp tiếp cận khách hàng một cách là hiệu quả hơn. Và cái đặc điểm, cái chức năng đối tượng khách hàng này thì cũng sẽ giúp cho các anh chị là một cái data khách chủ động chính xác. Mà nếu mà với cái hình thức trước kia chúng ta phải đi thuê cái bên thứ ba tốn kém rất là nhiều tiền mới có thể là thu được, chúng ta sẽ thu thập được là có bao nhiêu người đã quan tâm tới cái mẫu quảng cáo này, là đối tượng nào, là nam là nữ, trong độ tuổi bao nhiêu, vân vân. Và quan trọng hơn nữa là chúng đo lường được cái thái độ của họ khi mà họ xem cái mẫu quảng cáo của chúng ta, họ có thích thú hay không, họ cảm thấy rồi bỏ đi, vâng. Thì chúng ta sẽ có nhận lại được cái data đó ạ. Hệ thống của chúng tôi sẽ đo đạt lại được hết và sẽ cho ra những cái báo cáo cụ thể chính xác nhất cho các anh chị. Thì tôi nghĩ rằng là một cái ưu điểm, một cái lợi thế rất là hay đối với cái giải pháp này của chúng tôi, vâng. Và chúng tôi chắc chắn rằng là các anh chị ngồi đây cũng như là khách hàng của chúng ta cảm thấy rất là thoải mái khi mà chúng ta bước một cái điểm bán mà nó chuyên nghiệp như vậy, nó công nghệ như vậy. Và hy vọng rằng trong thời gian sắp tới thì chính các anh chị sẽ xây dựng nên những cái cửa hàng mà phải gọi là đẳng cấp như vậy để xứng đáng là cái nơi mà khách hàng tin dùng và muốn quay tới, quay lại để trải nghiệm mua sắm một cách nhiều hơn. Vâng, và sản phẩm của chúng tôi cũng không những là giúp các anh chị tiếp cận được với khách hàng, mà đây cũng chính là một cái kênh truyền thông nội bộ tại cửa hàng, tại điểm bán của mình. Chúng ta có thể cập nhật liên tục cho nhân viên những cái thông báo từ công ty, từ tổng công ty gửi xuống, những cái chương trình phúc lợi cho công ty, hoặc là chúc mừng sinh, khen thưởng nhân viên, vân vân. Thì chúng ta sẽ thấy được rằng cái hình ảnh đó, cái hiệu quả nó sẽ tạo nên hiệu quả rất là lớn, nó sẽ giúp cho doanh nghiệp và nhân viên chặt lại gần nhau hơn, họ sẽ
tạo nên được lòng trung thành, một cái sự thích thú khi làm việc với doanh nghiệp này, thì điều đó sẽ là một cái vốn tài sản rất là quý đối với doanh nghiệp, đúng không? Thì cái giải pháp chúng tôi cũng sẽ giúp cho các anh chị nhận được cái văn hóa doanh nghiệp chuyên nghiệp như vậy. Và tôi tin chắc chắn rằng nếu như các anh chị sử dụng các cái giải pháp của chúng tôi vào thế, thì các anh chị sẽ hưởng được rất nhiều lợi ích, chứ không những là những lợi ích mà tôi đã đề cập trước đây, và các anh chị chắc chắn rất quý để mình sử dụng cho cái cửa hàng của mình. Và sau đây tôi xin giới thiệu cho anh chị các loại màn hình mình có thể sử dụng để áp dụng vào giải pháp của chúng tôi tại cái cửa hàng của mình. Đầu tiên thì chúng ta có thể kể đến đó là chúng ta sẽ tích hợp cái giải pháp của chúng tôi vào những cái TV sẵn có của mình bởi vì tôi biết rằng đa phần thì cửa hàng cũng đã cho mình rất là nhiều LCD rồi, và giải pháp của chúng tôi sẽ dễ dàng tích hợp vào TV sẵn có của các chị để biến nó thành một màn hình quảng cáo. Và lát nữa sau đây thì chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn sẽ làm demo cho các anh chị về những cái thao tác mà để cho mình update nội dung trên một màn hình như thế nào, nó sẽ đơn giản ra sao. Lát nữa đây thì chúng tôi sẽ trình bày sau cho các anh chị. Ngoài ra thì các anh chị đó là mình trang bị cho cái màn hình quảng cáo chuyên dụng như hình dạng đứng. Đối với màn hình quảng cáo cũng sẽ có rất nhiều hình dạng phong phú, ví dụ như là màn hình quảng cáo đứng theo kiểu truyền thống, hoặc là màn hình quảng cáo A, hoặc là chúng ta có thể gắn những bánh xe di động vào màn hình quảng cáo hai mặt chẳng hạn, hoặc là những cái màn hình mà chúng ta kết hợp cái phần kệ phía dưới để có thể dùng bỏ những cái banner, brochure quảng cáo vân vân, và những cái màn hình ngoài trời. Để tiết kiệm không gian hơn, chúng ta có thể sử dụng màn hình quảng cáo dạng treo một mặt thôi, hoặc là những cái màn hình quảng cáo thường thông dụng như thế này, giống như những chiếc TV mình ạ. Ở kệ hàng thì chúng ta có thể sử dụng những màn stretch dài, và cũng có rất là nhiều thứ cho cái loại màn hình này, sẽ phù hợp với rất nhiều loại kệ hàng của chúng ta, nên các anh chị cứ yên tâm. Lớn hơn, cần cái sự đẳng cấp nổi bật hơn thì chúng ta có thể đầu tư là màn hình LED để cho không gian của chúng ta là càng hơn rất là nhiều, hoặc là những màn hình LED trong nhà hoặc LED ngoài trời. Vâng, và màn hình cảm ứng là một cái màn hình mà chúng tôi nghĩ rằng các anh chị không thể bỏ qua được, bởi vì đó, qua màn hình cảm ứng thì chúng ta sẽ giúp cho chúng ta tương tác với khách hàng một cách rất là hiệu quả hơn. Màn hình cảm ứng cũng sẽ có rất là nhiều loại màn hình cảm ứng, và chúng ta có những kích thước rất là lớn hoặc là những cái kích thước những cảm ứng nhỏ để phù hợp với kệ hàng luôn để cho khách hàng có thể chủ động tìm hiểu về thông tin sản phẩm như khách hàng mong muốn. Và cái sự hoạt động giải pháp chúng tôi thì cũng thực sự là vô cùng đơn giản. Chúng ta cần có một cái, vì chúng ta quản lý nội từ xa mà chắn chúng ta sẽ cần một cái máy chủ quản lý, và những cái thiết bị màn hình mà chúng ta muốn nó hiển thị trên đó, và chúng ta sẽ được kết nối với nhau bằng mạng lưới internet. Vì vậy nên là rất dễ dàng, ở đâu có internet thì chúng ta sẽ truyền tải được nội dung. Chỉ cần chúng ta lập cái nội dung đó trên máy chủ, và chỉ cần một cú cứu chuột thì chúng ta sẽ truyền được nội dung xuống tất cả các màn hình dưới thôi. Mô hình của nó hoạt động vô cùng đơn giản, và tôi tin chắc chắn rằng là nhân viên nào trong công ty của các anh chị cũng có thể sử dụng được cái giải pháp của chúng tôi. Và sau đây thì cũng giới thiệu đến các anh chị nghiệm thực tế mình sử dụng giải pháp của chúng tôi như thế nào đối với những cái TV sẵn có của các anh chị. Thì cái của chúng tôi sẽ làm demo về phần này để giúp cho các anh chị hiểu hơn, và để xem thử là cái mô hình hoạt động của nó có tạp lắm không nhé. Vâng, xin mời bạn Kỳ Thu. Dạ vâng, xin cảm ơn những chia sẻ rất là chi tiết và hấp dẫn của Ngọc Trân. Và kính thưa quý anh chị, qua rồi cái thời mà dùng cái ấn phẩm truyền thống như là banner, như là tờ rơi, poster in ấn, thế giới thì nó đang phát triển lên từng ngày, và công nghệ đã len lỏi
tất cả những ngành nghề trong cuộc sống. Và chúng ta, những cái doanh nghiệp trong ngành hàng bán lẻ và đồ uống không thể đứng ngoài cuộc chơi được. Và các anh chị mạnh dạn đầu tư và đổi mới bởi những cái lợi ích lớn mà những giải pháp công nghệ đem lại cho ta. Đó là điều mà không ai phải phủ nhận. Và cái giải pháp quản lý nội dung từ xa 4.0 Digital Signage do công ty truyền thông Tùng Việt cung cấp chính là một trong những cái điều đầu tiên khi anh chị nên nhớ tới khi tham gia với cuộc đua trên cái con đường thành công kỷ nguyên 4.0 này. Không còn là những công việc chân tay, những công việc thủ công, những công việc tốn quá nhiều nhân sự và công sức, không phải tốn nhiều thời gian và chi phí để thay đổi, để cập nhật những nội dung quảng cáo mới. Cần ngồi một chỗ, cứ chuột một cái. Vậy là tất cả các nội dung quảng cáo, những chương trình ưu đãi mới nhất đã được gửi đến toàn bộ cửa hàng, toàn bộ đại lý trên cả nước. Nghe thì thật tiện lợi và hấp dẫn đúng không ạ? Vậy thì để sử dụng được cái giải pháp này, chúng ta cần những cái thiết bị như thế nào? Như các anh chị có thể thấy ở trên màn hình tôi đang chia sẻ ở đây, thì đang có một cái TV, một thiết bị Android Box có cài sẵn phần mềm điều khiển nội dung từ xa và một sợi dây tín hiệu. Ở đây tôi dùng là dây HDMI để có thể kết nối thiết bị Android Box đối với TV này. Ngoài ra thì cửa hàng của chúng ta cũng cần phải có một đường truyền Internet, có thể như là Wi-Fi, có thể là 3G hoặc 4G. Thêm nữa là một chiếc máy tính văn phòng có cấu hình, chỉ cần là cấu hình cơ bản thôi, để có thể ngồi một chỗ và control toàn bộ nội dung, toàn bộ những cái chương trình khuyến mãi ở tất cả các đại lý. Vâng, thật là đơn giản đúng không anh chị? Và với những thiết bị như trên ấy, thì cái việc biến những cái chiếc TV thông biến những chiếc TV thường trở thành những cái TV thông minh, những cái màn hình quảng cáo ứng dụng là thứ mà nằm ở trong tầm tay rồi. Thì cái câu hỏi đặt ra ở đây là cái cách thức sử dụng phần mềm có cần đến cái người thiết kế, những cái designer chuyên nghiệp để tạo nên những cái mẫu quảng cáo, những nội dung sáng tạo đẹp, độc mà phải lạ. Vâng, thưa các anh chị, không phải có trình độ chuyên nghiệp như thế. Phần mềm Digital Signage cung cấp mọi công cụ cần thiết cho người dùng, biến anh chị trở thành những designer xịn sò, có thể tự tạo nội dung, chèn nhiều hình ảnh, nhiều bố cục, chia thành nhiều khu và nội dung hiển thị khác nhau. Và sau đây tôi sẽ mục sở thị cho các anh chị thấy một tay ngang như tôi có thể tạo nên quảng cáo đẹp như thế nào nhỉ? Vâng, thì các anh chị thấy ở trên màn hình tôi đang chia sẻ đây chính là cái giao diện chính khi mà chúng ta tạo nội dung trên phần mềm Digital Signage. Bây giờ công việc của chúng ta đơn giản chỉ là chèn hình ảnh, video, kéo và thả. Tôi sẽ cho một cái layout, một khu vực phân chia để các anh chị có thể dễ hình dung hơn chúng ta nên phân chia hình ảnh và video như thế nào nhé. Rồi, các anh chị có thể thấy ở trên màn hình tôi hình ảnh vào và phần mềm rất thông minh, nó có những cái chế độ cho mình xem trước các hình ảnh mình chọn, mình nên biết là mình nên chọn hình ảnh nào. Ở đây tôi đã chọn 3 hình ảnh và cái thương hiệu tôi dùng ở đây đó chính là thương hiệu của Pepsi, thương hiệu mà chúng ta ai ai cũng biết và ai đã cùng thử đúng không ạ? Tôi đã có 3 cái hình ảnh, vậy thì thử cho một cái video clip xem nó sẽ như thế nào nhé. Vâng, vẫn cực kỳ đơn giản thôi. Chúng ta vẫn chỉ là kéo đặt vào một chỗ trống và chỉnh kích thước cho nó phù hợp. Tôi sẽ cho thêm cái hình ảnh nữa để có thể mang được nhiều những nội dung, nhiều những cái chương trình quảng cáo mới lạ dẫn đến cho người dùng, đến cho khách hàng của mình. Đó là đúng người và đúng thời điểm. Rồi, ở trên tôi sẽ có một hình ảnh dùng để cái thương hiệu của mình, nó chính là một cái logo nhỏ nhỏ để mọi người biết được à, cái này là của Pepsi đấy. Đây sẽ là một cái khu vực
để các anh chị có thể update những cái dung bằng text chữ. Tôi sẽ sử dụng những cái cái này để có thể gửi đến thông điệp nho nhỏ để nhắn nhủ với khách hàng của mình. Chúng ta có thể tùy chỉnh được kích thước chữ, màu chữ, in nhạt, vân vân, rất là nhiều các đúng không ạ? Vâng, tôi đã hoàn thành xong một mẫu thiết kế, một cái nội dung, một cái chương trình quảng cáo rất là đơn giản và nhanh, đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta bấm lưu cái này lại, public, gửi đến tất cả những cái màn hình đang đặt ở toàn bộ những cái đại lý trên cả nước. Chúng ta chọn cái màn hình đang ở khu vực của mình, bấm OK. Sau đó sẽ chuyển đến một phê duyệt cuối cùng, complete approve this content. Và sau đây màn hình nó hiển thị lên một cái tiến trình, một cái project. Khi mà cái tiến trình này chạy đạt được tới 100%, tức là cái nội dung này đã được gửi thành công tới cái cửa hàng của mình. Tùy thuộc vào tốc độ mạng mà chúng ta có thể kiểm tra được là cái nội dung này up xuống là nhanh hay chậm. Thông thường thì chỉ vài giây đến vài chục giây. Và bây giờ các anh chị hãy cùng, vậy là chiến trình hoàn thành 100%, và các chị hãy cùng tôi đi đến theo chân tôi đến đại lý mà tôi đang đặt cái màn hình để xem được kết quả mà chúng ta vừa thực hiện như thế nào nhé. Vâng, lúc đầu thì chưa, và rất là nhanh thôi ạ. À, nội dung đã được gửi lên rồi. Một cái mẫu quảng cáo đẹp, xịn sò mà thực hiện rất là nhanh, rất là dễ dàng, đúng không quý anh chị? Vâng, như các anh chị, nó chuyên nghiệp lắm. Một tay ngang như tôi có thể làm một điều như thế này thì tôi cảm thấy thực. À, các anh chị đã thấy được cái cách chúng ta cần những cái gì để thể sử dụng được phần mềm digital selling. Có thể để tạo những nội dung như thế nào chuyên nghiệp, nó đẹp và nó hấp dẫn. Và ngay sau đây tôi sẽ nhường lời lại cho Ngọc Trân để chị Ngọc Trân có thể chia sẻ những cái case study thực tế mà Tùng Nguyệt thực sự đã làm đối với khách hàng của mình. À, vâng ạ, xin cảm ơn bạn kỹ thuật rất là nhiều. Và các anh chị có thể thấy rằng trình bày của kỹ thuật của bên tôi thì các anh chị có thể thấy rằng là mô hình hoạt động của giải pháp của chúng nó đã đơn giản rồi, thì các bước thực hiện mà để chuyển tải một content xuống tất cả các màn hình vô cùng đơn giản, đúng không ạ? Vì cái sự đơn giản như vậy nhưng lại mang lại lợi ích rất là lớn của doanh nghiệp. Vì nên trong quá trình mà chúng tôi hoạt động và giới thiệu cái giải pháp này ra thị trường thì chúng tôi cũng rất là vinh dự khi mà mình được tiếp cận và được giới thiệu giải pháp này cho rất là nhiều các công ty lớn ở nhiều ngành nghề vực khác nhau. Đây cũng chính là một cái niềm vui, niềm tự hào của Tùng Việt, và cũng chính là một cái mà chúng tôi luôn cảm thấy rằng là mình phải cống hiến nhiều hơn nữa cho các giải pháp cho thị trường Việt Nam ạ. Vâng, và tôi cũng xin muốn giới thiệu cho các anh chị những case study thực tế mà chúng tôi đã làm trong thời gian qua. Thì đây tôi cũng sẽ giới thiệu cho các anh chị là hai mô hình mà chúng tôi đã giới thiệu đến cho khách hàng trong thời gian qua. Thứ nhất là chúng ta sẽ sử dụng trong những cái showroom, cái cửa hàng, phòng cửa hàng trưng bày sản phẩm của các anh chị. Thì các anh chị sẽ thấy rằng đây là một cái mô hình showroom mà nó phải là với cái diện tích nó rất là lớn, nhưng mà với cái khéo léo decor tỉ mỉ của các anh chị cộng với những cái sản phẩm thiết bị của bên chúng tôi cung cấp, thì chúng ta đã cho ra được một cái không gian nó cùng sang trọng cho cửa hàng của mình. Chúng ta không còn thấy được những cái banner quảng cáo in ấn giấy để làm cho rối khô của chúng ta, làm cho không gian của chúng ta trở nên là
thẩm mỹ, cảm giác chổi. Thì bây giờ không gian của chúng tôi tuy diện tích thật thì không quá lớn, nhưng mà nó cảm giác là khi mà chúng ta bước vào, chúng ta sẽ cảm giác là à, đây là một nơi rất sang trọng, một nơi rất là gọn gàng, mà chúng ta vẫn có thể bảo được là truyền tải rất là nhiều thông tin, rất là nhiều hình ảnh quảng cáo đến cho khách hàng. Và mô hình thứ hai mà chúng tôi xin giới thiệu đến đó là những màn hình quảng cáo nhỏ đặt ở trên kệ. Ở trên kệ hàng thì chúng ta có thể tận dụng rất là nhiều các vị trí để chúng ta thiết kế những cái màn hình quảng cáo nhỏ này. Màn hình quảng cáo nhỏ của chúng tôi cũng có rất là nhiều kích thước, rất là nhiều hình dạng phù hợp cho rất là nhiều kệ, để cho chúng ta vừa trưng bày sản phẩm, vừa giới thiệu thông tin sản phẩm đến cho khách hàng một cách dễ dàng, một cách trung thực nhất. Và các anh chị có thể thấy rằng tôi kết hợp với rất là nhiều các cách có khác nhau để tạo nên những cái không gian trưng bày sản phẩm nó phong phú, không còn nhàm chán là chúng ta cứ việc là trưng bày bình thường lúc trước kia nữa. Và chúng tôi có rất là nhiều kinh nghiệm để phục vụ cho nhiều khách hàng trong thời gian qua, cho nên chúng tôi tin chắc chắn rằng khi các anh chị đến với Tùng thì các anh chị sẽ nhận được là nhiều cái sự vốn nhiệt tình của chúng tôi, để giúp cho các anh chị là mình có thể biến đổi cái cửa hàng của mình thành một cái cửa hàng nó trọng, nó đẹp hơn trong tương lai, hơn trong tương lai, và sẽ trở thành một trong những địa điểm mà khách hàng lui tới ạ. Vâng. Và chúng tôi luôn tự hào rằng trong cái thời gian chúng tôi hoạt động thì chúng tôi luôn có ý thức là mình phải cung cấp cho thị trường những sản phẩm tốt nhất, những thiết bị tốt nhất đến từ những cái hãng thương, đến từ những cái hãng, những cái thương hiệu lớn nhất, để giúp cho các anh chị có thể là tích và sử dụng những sản phẩm tốt nhất. Và ngoài ra thì chúng cũng có rất là nhiều kinh nghiệm trong việc thiết công, việc lắp, việc tư vấn, cung cấp ý tưởng cho rất là nhiều các công ty lớn khác nhau, nhiều ngành nghề. Và chúng tôi cũng có một cái đội ngũ để support khách hàng, để hỗ trợ khách hàng. Thể hơn là ví dụ như với phần mềm này thì chúng tôi có một đội ngũ chuyên nghiệp về thiết kế, tư vấn thiết kế, để giúp cho các anh chị có thể là chủ động tạo ra những cái mẫu quảng cáo đẹp. Hoặc là các anh chị có thể là chúng tôi có thể giúp các anh chị tạo ra được những cái mẫu quảng cáo đẹp như thế để gửi đến cho khách hàng ạ. Đây là một cái sự nỗ lực rất là lớn trong đội của chúng tôi để giúp để phục vụ khách càng ngày càng tốt hơn. Vâng, thưa các anh chị, chúng tôi cũng rất cảm ơn các anh chị đã mình trong buổi chiều hôm nay để theo dõi cái phần trình bày tôi về giải pháp của chúng tôi, nó sẽ gì cho ngành nghề đồ uống giải khát thực phẩm các anh chị. Và chúng tôi hy vọng rằng trong thời gian tới mình sẽ hội hơn để hợp tác với nhau, để chúng tôi có thể là tư vấn cho các anh chị xây dựng những cái cửa hàng thông minh hiện tại trong tương lai. Vâng, và công ty chúng tôi đang chuỗi live Zoom như thế này để giới thiệu đến tất cả các anh chị ở tất cả các ngành nghề lợi ích của cái việc sử dụng giải pháp của chúng tôi cho ngành nghề như thế nào. Vì vậy nên là ngoài cái buổi stream ngày hôm nay thì tôi xin giới thiệu đến các chị là vào ngày thứ hai tuần tới là ngày 13 tháng 9 tôi sẽ có một cái buổi live stream vào đúng giờ 15:30 này về nhà hàng khách sạn ạ. Vâng, cái nhóm này thì tôi tin chắc chắn các anh chị sẽ không thể bỏ qua được, bởi vì là chúng ta sẽ xem là sản phẩm của chúng tôi sẽ mang lại những lợi ích gì cho cái nhóm này nhé. Vâng, xin kính chào các anh chị và xin hẹn gặp lại các anh chị